Thối nhũn trên lan do vi khuẩn, thường thì là vi khuẩn Egorinia, thối nhũn hay còn gọi là thối mềm, thì khi mà cái cây bị nhiễm khuẩn, nó sẽ thối và nát bét ra luôn, nó nhũn ra. Đặc trưng đấy là những cái mầm mà non thì nó sẽ thối nát bét ra luôn hoặc lá mọng nước sẽ thối nát, nhũn ra nhão nhét ra luôn ý và cái mô bị bệnh với mô không bị bệnh nó rất khó phân biệt nó đan sen với nhau và đặc trưng đó là mùi thối rất là nồng nặc thối cực kỳ nồng nặc luôn nếu mà người nào ngửi không quen đưa lên trên mũi hít một hơi thôi có thể ói luôn đây là một cái mầm cây kiếm nó bị thối ở trong này tôi rút ra sau đó thì tôi xịt cồn vào đây, xịt rất là đẫm. Vi khuẩn này có thể bị tiêu diệt bằng các cái loại thuốc kháng sinh, ví dụ như porner, stanner hoặc chất streptomycin. Khi mà đã bị thối thì chỉ có cắt vứt thôi, sau đó xịt cồn vào vết cắt và phun thuốc diệt vi khuẩn. Tóm lại là các bạn có thể ra nhà thuốc mua bất cứ loại thuốc diệt vi khuẩn gì cũng được phun ít nhất là 3 lần. 3 ngày phun một lần. Và phun vào buổi sáng, cắt nước, ngừng tưới, không bón phân. Không bón phân có nhiều đạm trong quá trình chữa bệnh. Phải che mưa thì mới khỏi được nha. Cái nguyên nhân của cái bị thối nhũn này ấy, là do sên nó đi qua nó gặm cho một miếng này. Côn trùng nó chích hoặc là bị một con gì đó nó cắn hoặc là bị rách, bị xước hoặc là mưa nó đọng ở kẽ lá, sau đó thì nấm à xin lỗi, vi khuẩn nó xâm nhập vào, nó gây ra thối. Còn cái trường hợp cái chậu này nó bị thối nhũn là tại vì tôi tách âm mà sau khi mình tách xong mình không có che mưa, nó bị mưa dầm. Mưa dầm liên tục trong vòng 10 ngày thế nào nó bị nhiễm vi khuẩn thì uh, sau này tôi rút kinh nghiệm là khi mình tách âm mình phải cắt phải cắt nước và phải che mưa thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng này và các bạn diệt côn trùng ví dụ như kiến này dán mối bọ trĩ nhện đỏ uh, sên nhớt cuốn chiếu thì sẽ giảm được khoảng tầm 90 đến 95 cái tình trạng cây nó bị bệnh thối nhũn diệt côn trùng nó là vương đạo đấy chúc các bạn thành công